Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay em Tuấn rất là vui khi gặp lại quý vị các bạn trong một video mới. Ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu một chiếc đài của một thương hiệu rất là lớn của đài cassette. Đây là chiếc Sony nhé. Và một cái model cũng khá là ít gặp trên thị trường. Một model có thiết kế rất là đẹp mắt, rất là sang trọng, thiết kế rất là giống một bộ dàn nhé. Đây là chiếc Sony CFS-1085S. Một cái model cực kỳ là ít gặp ở trên thị trường. Và nói chung là để mà tìm được một cây đẹp như thế này thì cực kỳ là ít gặp. Cây này là cây đang còn rất là mới, phải dùng từ mới tinh luôn. Vì tất cả các núm nút rồi thân nhựa cũng như hoạt động của nó rất là tốt. Đài đang còn rất là mới. Và sau đây em Tuấn sẽ quay chi tiết thân vỏ cũng như là hoạt động của cái đài cho các bác xem nhé. Đây là phần nóc loa. Rất là đẹp. Thân nhựa cây này là hoàn hảo 100% luôn. Nếu mà nói về độ mới so với ban đầu thì nó khoảng độ 90%. Anten này, bác nhìn này. Mới không ạ? Quai sách này. Hầu như là chưa bị xước sát gì cả. Loa bên trái này. Rất đẹp đúng không ạ? Dòng này thì nó có một chức năng là Maxi Bass. Đấy, có cái lỗ thông hơi ở dưới. Nó là một cái chất âm khá đặc biệt của dòng Sony. Đây, cái nút này là nút màu vàng này, Maxi Bass. Chúng ta ấn vào thì tiếng bass nó sẽ ấm hơn và mạnh hơn. Đấy. Đây là loa bên phải này. Các bác để ý kể cả cái phần căng sắt của nó vẫn đang còn rất là mới nhá. Ở phía trong thì nó có một cái lớp mạ chrome hình tròn bao quanh cái loa bass và một loa tép nhỏ nhỏ ở trên. Cũng rất là đẹp mắt. Ở dưới là một cái lỗ thông hơi khá là to. Đấy. Và chúng ta quan sát qua phần cục giữa. Mặt đằng trước thì nó thiết kế rất là đẹp. Ở bên trái chúng ta sẽ có một cái miếng meca dò sóng. Nó hiển thị cái kim chỉ sóng FM, AM rồi sóng SW1, SW2. Chúng ta dò sóng, chúng ta dò đây nhá. Đấy, di chuyển ở đây. Và đây là 4 tần sóng của radio FM, SW1, SW2 và AM. Bên này là cái chỉnh equalizer. Nó có 5 chế độ mặc định của máy này. Flash, Cover, Live, Pop và Cinema. Các bác nghe ưng ở cái chế độ nào thì mở ở chế độ đó nhé. Chúng ta sẽ xoay như thế này. Đấy. Đây là volume chính này. Còn đây là nút chức năng chính, bằng dây radio và line in. Ở đằng trước chúng ta sẽ có hai cái rắc cắm line in ngay mặt phía trước này. Và các bác để ý này, ở cái cửa băng này này, cái lớp túi bóng mà ở nhà máy họ khi bán ra họ dán ở đây một lớp túi bóng rất là mỏng, giấy bóng lụa đấy ạ. Còn nguyên bản này, chưa bóc nhá. Nguyên bản luôn, cho phép là cho chúng ta thấy là nó rất là mới. Từ cái phần lớp mạ màu bạc ở đây cũng vậy này, trên núm nút này còn mới tinh luôn. Đây, đồng đều nhá, không phải là sơn lại các bác nhá, mới keng luôn. Bác nào mà phát hiện được sơn lại ở cái đài này thì em tặng luôn chiếc đài này. Ok, và chúng ta sẽ qua phía đằng sau. Rất là đẹp luôn. Hôm nay em thì cũng có tí việc trong gia đình, có khách nên là cũng hơi bận. Thứ hai là đang cảm cúm nên là giọng nó cũng hơi khó nghe, mong các bác thông cảm. Sony CFS-1085S rất là đẹp. Đấy, model đấy, nắp pin này, cầu đầu dây loa zin hết nhá. Dây loa zin là đang rất là dài, rắc nguồn. Ok, và sau đây em Tuấn sẽ test qua chức năng băng dây. Chúng ta sẽ nghe một đoạn băng của ca sĩ Mạnh Đình ở cái album là Chuyện Dàn Thiên Lý nhé. Giọng ca đoạt giải huy chương vàng năm 1993. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Tiếng rất là hay. Tua tới này, tua lui này. Và đây rất là ok luôn đúng không ạ? Phần cơ rất là nhẹ nhá. Và tiếng hát rất là hay. Do đầu từ đang còn rất là mới vào đôi loa zin, cho chất âm rất là hay luôn, rất chi tiết. Và chúng ta sẽ test qua phần radio FM trước nhá. À, tức là cũng sẽ bị viêm lợi đúng không ạ? Không biết là chị chải răng thì có phải là chải theo cái bề ngang của răng không? FM trước các bác nhá. Tình ngày xưa rất nhiều người là có cái thói quen đó là chúng ta chảy ngang cái hàm răng, nên thành ra là cái tình trạng mòn trên răng nó cũng khá là phổ biến ở người Việt Nam. Vâng, cái tình trạng như chị nói thì cái tình trạng lo ngại trước làn sóng đầu tư du lịch và nông nghiệp ở Mang Đen, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum khiến cây rừng sẽ ngày càng bị mất. Ok. Ai em? Việc quan trọng nhất là chị cần phải đi khám. Chắc hẳn là chị cũng đang muốn xem là với cái tình trạng mòn cổ chân răng của mình thì sẽ điều trị như thế nào đúng không ạ? Vâng ạ. Vấn đề tình hình bệnh phức tạp như hiện nay khiến nhiều người có bệnh lý nền khá là lo lắng. Và để bồi bổ hỗ trợ cơ thể và tăng cường sức đề kháng. Ok, và chúng ta sẽ test qua phần chức năng line in. Cái dòng đài này thì khi chúng ta kết nối với line in thì cho chất âm rất là hay. Các bác lắng nghe nhé. Rất là hay. Tiếng cực kỳ là mượt mà, chắc khỏe và rất là rõ ràng nhá. Tiếng rất là hay. Và sau đây em xin phép được dừng cái video test chiếc đài Sony 1085S ở đây nhá. Và giá em giao lưu với giá là 3.500.000 đồng cho một chiếc Sony CFS-1085S mới tinh luôn. Mới trên 90% nhá. Em thôi em cứ tạm thời là mới 90% theo cái đánh giá khả quan của em Tuấn. Và bác nào mà mua chơi cũng rất là giá trị ở cái dòng đài này. Giá em giao lưu là đã bao ship và tặng các bác 2 cuốn băng cũng như là dây rắc đầy đủ, các bác về chỉ việc chơi thôi. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444 nhé. Các bác có thể là mua, các bác nào khách quen thì có thể chuyển khoản đủ cho em Tuấn nhé. Bác nào chưa mua lần nào thì có thể cọc trước một số tiền còn lại thì các bác có thể là thanh toán cho bưu điện khi nhận đài. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi nhé. Nếu có vấn đề gì, có gì nói không đúng hoặc là ảnh hưởng đến quý vị các bạn thì mong các bạn bỏ qua thông cảm cho em Tuấn nhé. Xin chào gặp lại quý vị các bạn.